đường dây quy tụ nhiều nữ sinh bán dâm giá cắt cổ 6 triệu đồng trên một lượt. Ngày 11 tháng 6, thông tin từ Công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Lê Văn Sơn, sinh năm 1998, trú tại xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc về hành vi môi giới mại dâm. Trước đó, kiểm tra hành chính, lực lượng công an phát hiện một nhà nghỉ phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Tổ công tác đã lập biên bản, đưa đối tượng về trụ sở để làm rõ. Cùng thời gian này, tổ công tác cũng phát hiện tại khách sạn ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, có đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Tại cơ quan công an, hai người đàn ông mua dâm khai đã được một nam giới sử dụng Facebook môi giới mại dâm. Theo đó, người này đã thỏa thuận với hai người đàn ông giá mua dâm lần lượt là 3 triệu đồng và 6 triệu đồng trên một lượt. Sau khi thỏa thuận xong, tú ông hướng dẫn hai người đàn ông di chuyển đến khách sạn. Khi đang mua bán dâm thì các đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ. Mở rộng điều tra, công an quận Thanh Xuân đã làm rõ tú ông môi giới mại dâm là Lê Văn Sơn. Tú ông Lê Văn Sơn đang là sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn Hà Nội, thường xuyên đăng lên mạng xã hội để chào hàng. Đáng chú ý, phần lớn gái mại dâm trong đường dây của Sơn cũng là sinh viên của các trường trên địa bàn Hà Nội. Trong đường dây của Sơn, các đối tượng mua bán dâm với giá từ 3 triệu đồng đến 10 triệu đồng trên một lượt. Trong đó, Lê Văn Sơn sẽ được hưởng lợi 1/3 số tiền mua bán dâm. Bị triệu tập lên cơ quan công an, Lê Văn Sơn khai nhận đã thực hiện hành vi môi giới mại dâm cho các đôi nam nữ trên. Trong hai lượt môi giới mại dâm, bị can Sơn hưởng lợi 3 triệu đồng.